Khép lại phần thông tin địa phương là một ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Đây cũng là giai đoạn đầu của mùa hanh khô, nên các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ thiệt hại nếu có sự cố cháy nổ xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố Vũng Tàu tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chợ Vũng Tàu vào tối qua 21 tháng 1. Tình huống giả định được đặt ra là khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 1 tại sạp bán giải khu B chợ Vũng Tàu xảy ra cháy do chập điện. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã cắt điện, tổ chức chữa cháy, di chuyển nguyên liệu tại khu vực cháy ra bãi tập kết, đồng thời thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy BC07 và công an thành phố Vũng Tàu đã điều 40 chiến sĩ cùng một xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy và 2 xe bồn tiếp nước đến dập lửa. Sau hơn 30 phút, đám cháy được khống chế, không để cháy lan, cháy lớn ra các kiosk xung quanh. Những người mắc kẹt trong đám cháy đều được cứu nạn an toàn. Qua buổi thực hành hôm nay thì nâng cao cái khả năng ứng cứu tại chỗ của các lực lượng, thuần thục trong cái việc sử dụng các cái trang thiết bị, rồi công tác thông tin, công tác phát hiện, cảnh báo và công tác phối hợp. Buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại chợ Vũng Tàu được tổ chức trong thời điểm đêm tối khi chợ đã vắng người. Đây được xem là thời điểm có nhiều nguy cơ hậu quả cháy nổ khó lường nhất. Kế hoạch và phương án cũng như cái tình huống cháy là rất sát thực tế, là chúng ta thực tập vào ban đêm. Bởi vì chúng ta biết rằng cháy chợ thường rất nguy hiểm là cháy vào ban đêm, và cháy vào ban đêm thì hết sức là phức tạp về nguồn nước cũng như về ăn tráng, rồi cứu tài sản, rồi cứu con người hết sức phức tạp. Tuy nhiên hôm nay chúng ta đã thực hiện được cái nhiệm vụ là thực tập phương án chữa cháy là thành công rất tốt đẹp, đạt được đúng cái kết quả đã đề ra. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Đây cũng là giai đoạn đầu của mùa hanh khô, nên các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại luôn ở trong tình trạng rình rập nguy cơ bà hỏa ghé thăm. Do vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cần thực hiện tốt phương châm phòng là chính, nhất là cẩn trọng hơn trong việc sử dụng nguồn lửa, nhiệt, bảo quản hàng hóa, thực phẩm.